Voi trắng hiếu thảo. Ngày xưa có hai vị vua, một người là quốc vương Ca Thi, người kia là quốc vương Đề Hy. Vị vua Đề Hy có một con voi sức mạnh vô song, lúc nào cũng dễ dàng đánh bại quân đội nước Ca Thi. Vua Ca Thi vì muốn rửa mối hận này, bèn ra lệnh cho dân chúng cả nước: nếu như có người nào bắt được một con voi khỏe mạnh cho vua, thì vua sẽ trọng thưởng. Lúc bấy giờ, có người phát hiện trên núi có một con voi trắng. Vua Ca Thi lập tức phái quân đội lên núi vây bắt. Quân đội sợ voi trắng phản kích, mang theo nhiều vũ khí và lưới vây bắt. Không ngờ con voi trắng này không hề có ý định chạy trốn, mà ngoan ngoãn theo quân đội về cung. Quốc vương có được một con voi trắng quý báu, vô cùng hoan hỷ, xây cho voi một căn nhà xinh đẹp, bên trong trải đầy thảm mềm mại, cho những thức ăn ngon nhất, thuê người đánh đàn cho voi nghe. Nhưng dù vua đối xử tốt đến thế nào, nó cũng không chịu ăn gì cả. Nếu cứ kéo dài như thế này, con voi sẽ bị chết đói mất. Vua Ca Thi lo lắng vô cùng, đích thân đến thăm con voi này. Vua hỏi nó: tại sao ngươi không chịu ăn gì cả? Cha mẹ tôi ở trên núi, tuổi đã già, mắt lại mù, không thể tự kiếm thức ăn. Tôi đã rời khỏi mấy ngày rồi, chắc họ đói dữ lắm. Mỗi khi nghĩ đến đó, tôi không thể nuốt nổi miếng ăn. Đại vương, có thể thả tôi về với cha mẹ không? Đợi đến khi cha mẹ tôi qua đời, nhất định tôi sẽ về đây phụng sự cho bệ hạ. Vua Ca Thi nghe xong rất cảm động, bèn thả voi trắng về trên núi, đồng thời hạ lệnh cả nước phải hiếu thảo cung kính cha mẹ. Người không hiếu thảo sẽ bị xử tội nặng. Mấy năm sau, voi già giảng sinh, quả nhiên voi trắng lại quay về hoàng cung. Vua Ca Thi mừng rỡ, lập tức phái nó tấn công nước Đề Hy. Nhưng nó nói với nhà vua rằng: tâu bệ hạ, không có người dân nào thích chiến tranh cả. Chiến tranh không những gây chết chóc và đau thương, khiến gia đình tan nát, mà nhiều cha mẹ không được hiếu thảo nuôi dưỡng. Tôi đồng ý qua nước Đề Hy làm sứ giả hòa bình, để hóa giải ân oán giữa hai nước. Sau này, nhờ lòng thành khẩn của voi, dạy dỗ mọi người có quan niệm hiếu thuận với cha mẹ, dân chúng cả hai nước đều hưởng cuộc sống an cư lạc nghiệp. Vua Ca Thi lúc bấy giờ chính là vua Ba Tư Nặc sau này, còn vua Đề Hy chính là vua A Xà Dương, còn voi trắng chính là ta. Vì voi trắng hiếu thảo với cha mẹ, làm cảm động lòng người, mọi người noi theo gương đó, khiến hai nước được hòa bình chung sống, không còn chiến tranh nữa.
hiếu hạnh cảm động trời. Ngày xưa, xưa thật là xưa, có người tu đạo tên là Kêu Đàm Tử, cùng cha mẹ tu hành trên núi sâu. Cha mẹ anh lớn tuổi rồi, cả hai đều bị mù lòa. Đàm Tử rất là hiếu thảo, hết lòng hết dạ chăm sóc cha mẹ già. Mỗi đêm phải thức giấc 3 lần để xem cha mẹ có nệm ấm chăn êm không. 3 ngày hái hoa quả, tìm món ăn ngon nhất cho cha mẹ, phần thừa mới đến lượt anh. Thấy cha mẹ đi đứng không tiện, trong lòng rất đau đớn. Làm thế nào để cha hưởng tuổi già an lạc? Cho đến một ngày kia, cha mẹ anh khát nước, Đàm Tử vội ra sông múc nước. Đàm Nai vây quanh lấy anh. Tình cờ lúc đó, vua Ca Tỳ đi săn bắt ngang đó, xa xa thấy Đàm Nai đang uống nước, bèn dương cung nhắm bắt Đàm Nai. Một mũi tên lao đi, không ngờ cung không bắn trúng Nai, lại trúng Đàm Tử đang khung người múc nước. Ai ác quá vậy? Nếu lỡ tôi chết rồi, cha mẹ tôi phải sống sao đây? Đàm Tử bị trúng tên giữa ngực, đau đớn khóc rống lên. Nhà vua nghe được tiếng khóc, vội vã thúc ngựa chạy đến. Chỉ thấy một người ngã xuống bên dòng nước, ngực trúng cung tên, máu nhuộm đỏ cả dòng sông. Nhà vua giật thót người, lập tức nhảy xuống ngựa, đỡ Đàm Tử dậy hỏi rằng: "Ta đã bắn trúng ngươi hay sao? Ngươi là ai? Sao ở trong núi sâu này?" "Thần là dân chúng của nước ngài, cùng cha mẹ mù lòa sống trên núi cầu đạo." Nhà vua nghe xong hối hận vô cùng: "Ta chỉ định bắn con Nai, không ngờ ngộ sát người tu hành, tất cả đều do lỗi của ta." Vua vừa nói vừa rơi nước mắt. "Hãy cho ta biết cha mẹ ngươi ở đâu, ta sẽ đến báo cho họ biết việc đã xảy ra, để chuộc tội với họ." Đàm Tử hơi thở thoi thóp nói: "Đi dọc con đường nhỏ này, không xa lắm có một ngôi nhà tranh, cha mẹ tôi đang ở đó. Xin đại vương bảo với họ rằng thần đã vĩnh biệt họ rồi, cầu nguyện cho họ luôn khỏe mạnh trường thọ, đừng bao giờ vì nhớ thương mà nghĩ quẩn." Nói xong, Đàm Tử nước mắt như mưa, trút hơi thở cuối cùng. Vua cùng các đại thần chứng kiến cảnh này đau lòng vô cùng. Nhà vua cùng đoàn người đến nhà Đàm Tử. Cha mẹ anh nghe thấy nhiều tiếng bước chân, kinh ngạc vô cùng. "Ai đến vậy kìa? Lạ thật, có thể là ai đến vậy?" Nhà vua đứng trước mặt họ, hành lễ và nói: "Ta là vua nước Ca Tỳ, cảm ơn bệ hạ giá đáo, mời bệ hạ ngồi tạm trên giường tre. Con trai tôi đi ra ngoài lấy nước, một lát nữa sẽ quay về, chờ lát nữa nó sẽ pha trà cho bệ hạ. Mời bệ hạ ngồi." Vua thấy khi nhắc đến Đàm Tử, trên mặt lộ vẻ yêu thương, trong lòng bất giác quặn đau. "Tất cả cũng tại ta, là ta đã bắn cung tên trúng con của hai vị. Bây giờ anh ấy bị cung độc bắn chết, không thể về đây được nữa rồi." Khi cha Đàm Tử nghe xong, suýt nữa đã ngất đi, bật òa khóc rất lớn tiếng: "Ôi con trai của ta, nó là một đứa nhân từ hiếu thảo nhất trên đời. Nó có tội tình gì mà bệ hạ bắt chết nó?"
nhà vua hối hận nói: con trai của ông là người hiền đức nhất trên đời, nó không có tội gì cả, là tại ta bất cẩn khi đi săn bắn trúng nó. Cha mẹ Đàm Tử vừa sợ vết thương con trai mình, vừa ngước mặt lên trời khóc: hỡi chư thần trên trời, sơn thần dưới đất, thụ thần thủy thần ơi, con của ta sùng tín Phật pháp, tôn hiền hiếu thảo, yêu quý từng con thú ngọn cây trong núi rừng, các người đều biết cả mà, tại sao phải để nó chết? Xin hãy cứu nó, xin các người hãy cứu nó, để nó được cải tử hoàn sinh, tiếp tục tu hành viên mãn. Tiếng kêu đau thương của cha già đã động lòng trời đất. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng tứ đại thiên vương trên trời cao, sơn thần thủy thần sống dưới đất, hết thảy đều đứng ngồi không yên. Tất cả họ đều cùng lúc đến cạnh Đàm Tử. Ngọc Hoàng Đại Đế nói: chúng tôi đều biết đức hạnh của Đàm Tử, một người như vậy không nên chết. Ta có thể cứu sống con hai vị. Nói xong, rút thần dược ra, nhét vào miệng Đàm Tử. Chẳng bao lâu, vết thương Đàm Tử lành lại. Chàng mở mắt ra, một lát sau ngồi dậy. Mọi người vui mừng, vừa cười vừa khóc. Chư thần làm xong việc này, lần lượt cáo từ ra về. Mọi người đảnh lễ bái chư thần nhiều lần, cảm ơn không xiết. Sau cùng, nhà vua đứng dậy nói với mọi người: Đàm Tử sùng kính Phật pháp, đức hạnh cao siêu, mới có ngày hôm nay. Từ đây về sau, ta sẽ thống lãnh dân chúng sùng kính Phật pháp, noi gương Đàm Tử hiếu thảo cha mẹ, thương yêu chúng sinh. Từ đó về sau, dân chúng nước Ca Tỳ đều tôn sùng Phật pháp, thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Kim Mao Sư Vương. Tại một vương quốc nọ, có vị vua tên là Bà La Nại. Nhà vua vừa tàn ác, hung dữ, lại hoang dâm vô độ. Nhà vua thường vô cớ sát hại dân lành, vì thế lòng dân rất căm phẫn. Có một đêm nọ, nhà vua mơ thấy một giấc mộng. Trong cơn mơ, ông thấy một con quái vật toàn thân có lông màu vàng óng, mỗi sợi lông đều phát ánh sáng lấp lánh, xung quanh chói lọi ánh hào quang. Khi vua tỉnh dậy, suy nghĩ: trên đời này có con vật như vậy hay sao? Bằng không, sao ta lại thấy nó? Ta sẽ lột da nó làm tấm nệm thì đẹp biết mấy. Ngày hôm sau, nhà vua triệu tập toàn bộ thợ săn vào trong cung, nói với họ rằng: ta vừa nằm chiêm bao, mơ thấy một con vật mọc đầy lông màu vàng lấp lánh, mỗi sợi lông đều phát sáng, đẹp đẽ vô cùng. Các ngươi mau đến khu rừng tìm kiếm, mỗi một con sông ngọn núi, nhất định tìm cho ta được con thú đó, lột da nó và đem về đây. Ta sẽ ban thưởng cho các ngươi, bằng không ta sẽ giết hết các ngươi và cả gia quyến của các ngươi nữa. Các tay thợ săn rời khỏi hoàng cung vô cùng bất an lo lắng. Một người trong bọn họ nói rằng: nhà vua nói trong cơn mơ thấy con thú, đâu phải chính mắt thấy đâu, ai mà biết con quái vật trốn ở đâu. Đúng rồi, nếu như chúng ta không tìm thấy nó, nhà vua sẽ không tha cho chúng ta, đến lúc đó mạng sẽ không toàn thây. Sau khi tính đi tính lại, không nghĩ ra cách gì hay. Lúc đó, một người thợ săn trẻ dũng cảm lên tiếng: thôi thì vậy đi, ta sẽ đi khắp núi rừng tìm kiếm quái thú, các người hãy đợi tin tức của